Là mình thu hoạch tỏi nha. Tỏi này là mình trồng từ hồi tháng cuối tháng 9 năm ngoái. Đáng lẽ là tới giữa tháng 6 là phải thu hoạch rồi. Hay hoặc là tới tháng 7. Nhưng mà năm nay nó lạnh á, cho nên là nó chậm phát triển, cho nên là mình để cho nó tới là giữa tháng 7 mới thu hoạch, nhưng mà bây giờ là tháng 8. À, bữa giờ mình không có ra vườn nhiều, mình để nó tháng 8, nếu mà để lâu quá đó thì nó hay bị một úng như cái củ nè. Củ nè ha. Tỏi đó màu đỏ đỏ đó. Ừ. Cái này thì mình mua cái tỏi của Tây Ban Nha, nó màu đỏ sẵn vậy đó. Bán trong siêu thị đó. Mua về mình tách ra. Mình tách cái tép ra, mỗi tép là một cây. À, nếu mà làm đất kỹ đất xốp nha, mà có phân nữa là cũng bực lắm á. Cái chỗ này là mình để quá lâu nè, đáng lẽ là đầu tháng 7 thu hoạch được rồi, hoặc là giữa tháng 7 đó. Năm nay mình không có ra vườn nhiều, mưa quá mưa cho nên nó úng hết luôn. Mình đợi 3-4 ngày nay có nắng nè, cho nên mình mới tranh thủ mình thu hoạch, chứ không là nó úng hết luôn. Đó, một tép thì ra được bao nhiêu đây? À, là củ của mình là không có bự lắm, tại vì á mình không có bỏ phân, với mình cũng không có làm đất kỹ lắm nữa. Chứ nếu mà để phân làm đất kỹ á, thì nó ra nhiều củ lắm nha. Bên đây còn một cây nữa nè. À, cây tỏi đây mình ngắt cái ngọng là khi mà cái lá nó vàng á, lá nó vàng hơi vàng vàng vậy nè là mình thu hoạch nha. À, mình ngắt cái ngọng còn cái hoa đó mình ngắt bỏ này, nó thấy nó ra hoa là mình ngắt bỏ, chứ không là nó sẽ bị cái củ nó không có bự đó. Cái củ nó sẽ bị nhỏ. Đây mình để lâu quá cho nên là cái cọng nó bị mục luôn rồi, giờ mình phải tách cái rớt thành cái tép ra luôn. Bây giờ qua bên này nha, đây là cái đám mình đã thu hoạch xong đây. Đây là cái đám mình đã thu hoạch.